Hello, xin chào tất cả các bạn. À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình à, Bình Nẹt Lời nói đầu tiên cho mình Bình Nẹt xin chúc à, tất cả các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui nha Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mẫu xe Jupiter FI. Mình sẽ lên hai màu cho các bạn tham khảo nha Đó là màu đỏ đen và màu xám đen. Thì à, tất cả các à, màu sơn của Jupiter đều được phối với màu đen nha các bạn. Thì ở mẫu xe Jupiter nó hầu như là nó có năm màu cho các bạn lựa chọn á. Màu đỏ đen là xám đen nè, màu đen, màu bạc đen này các bạn. Và thêm một mẫu màu nữa đó các bạn. Thì mẫu xe Jupiter thì tất cả các bạn đã biết qua nhiều năm như những cái mẫu xe Jupiter đời đầu cho đến hiện nay là 2024, mẫu xe Jupiter dẫn được nhiều bạn ưa chuộng cho đến nay cho nên mẫu xe Jupiter dẫn được sản xuất nha các bạn. Thì sẵn mình quay hai cái màu sơn mình sẽ nói về cái thông số kỹ thuật của mẫu xe Jupiter cho các bạn tham khảo nha. Thì tất cả các màu sơn của Jupiter đều được phối màu đen hết các bạn Như là mẫu ốp đầu màu đen nè và cái ốp ổ phá màu đen về trước màu đen các bạn Hầu như màu đỏ đen này là một cái mẫu màu nó tạo nên một cái sự mới hoàn toàn bốn được nhiều bạn ưa thích nhất các bạn Màu đỏ này bán cực kỳ là chuộng luôn các bạn à, Về màu nào là hết màu này nha các bạn Khá là đẹp ở mẫu xe Jupiter luôn các bạn Thì mẫu xe Jupiter đó, nó có chiều dài nè, chiều rộng và chiều cao nè các bạn À, chiều dài của xe Jupiter là 1935 mm à, tương đương với 76 in đó các bạn. Chiều rộng là à 680 mm và chiều cao là 1065 mm tương đương với là 42 in các bạn. Độ cao yên á còn gọi là chiều cao yên á các bạn à là 765, hầu như tất cả các mẫu xe à, số phổ thông là cái chiều cao nó ngang ngang nhau các bạn như là mẫu Civic FI nè, Jupiter Fin nè các bạn chỉ có là mẫu xe BG1 là chiều à, chiều cao yên nó lên đến là 795 các bạn. Mẫu xe BG1 thì nó khá là cao các bạn. Mình thấy nó như vậy chiên à, ở ngoài nó cao lắm các bạn. Trọng lượng xe là 103 kg các bạn. À, động cơ 4 thì à, làm mát bằng không khí, à, sử dụng động cơ OHC được bố trí xi lanh đơn các bạn. À lanh đơn đặt nghiêng về phía trước, à, dung tích xi lanh là 113 7 cm khối các bạn. Đường kính và hành trình tông còn gọi là phản chạy các bạn là 50.0 nhưng 57.9 mm các bạn. Tỷ số nén của xe Jupiter lên đến là 9.3 chia 1. À, hệ thống khởi động là khởi động bằng điện và cần đạp các bạn. Ở mẫu xe Jupiter vừa đề vừa đạp đó các bạn. Hết bình thì mình đạp thôi các bạn. Còn mẫu xe Jupiter nhiều bạn hỏi mình á là thay nhớt bao nhiêu các bạn? ở tất cả các mẫu xe uh, phổ thông các bạn như là Seawood, nè bộ chế hòa khí CP uh, Jupiter uh, FI nè các bạn Jupiter fin, uh, mẫu xe bg 1 đều sử dụng nhớt 800 hết các bạn. Các bạn thay lọc nhớt các bạn cũng thay nhớt 800 hết, không có cần mà chăm uh, nhớt uh, 900 rưỡi hàng lít gì đâu các bạn. Uh, bình thường á uh, là các bạn thay nhớt thay lọc nhớt các bạn cứ thay 800 là được. Còn mà khi mà làm máy á uh, làm máy là mình gã nguyên cái cục máy ra mình rửa sạch sẽ nhớt ở trong hết á mình mới đổ một lít nha các bạn tránh trường hợp mà các bạn đổ một lít đó, nó sẽ đầy nhớt quá nó sẽ trào lên lọc gió các bạn còn ở mẫu xe Jupiter Y sử dụng là lọc gió có tẩm dầu các bạn còn gọi là lọc gió ướt các bạn nếu mà dơ quá các bạn nên thay mới tránh trường hợp mà các bạn xịt đó các bạn quay lọc gió các bạn xịt ngược thì bụi nó sẽ đi vào động cơ nhé còn lọc nhớt đó, xe ta mẫu xe như là Jupiter FI này các bạn, Jupiter Fin FI là có lọc nhớt các bạn. À, và BG1 nó có lọc nhớt. Lần đầu tiên là các bạn thay nhớt, thay lọc nhớt lần sau cứ ba lần thay nhớt các bạn thay lọc nhớt một lần nhé. À, và nhớt à, đều à, sử dụng nhớt 800 hết các bạn. À, không cần mà châm thêm đó các bạn. Nó không có thiếu nhớt đâu. À, đôi khi mình châm thêm nó dư nhớt quá thì nó trào lên lọc gió các bạn. Khá là đẹp ở mẫu xe Jupiter FI luôn các bạn. Uh, mẫu tem thì uh, được phối là đơn giản. Ở uh, mẫu xe Jupiter -I thì cái tem nó đơn giản các bạn, như là chữ Jupiter và một cái tem 3D sau thôi các bạn. Màu xám uh, khá là đẹp, màu xám là màu xám nhám nha các bạn, màu xám nhám phối với màu đen bóng. Thường thì uh, Jupiter thường phối cái ốp trong này các bạn, màu đen bóng lắm các bạn. Ở mẫu xe Jupiter thì uh, cái hình đó các bạn, nó bầu cong các bạn, nó bầu, nó bầu và nó nhỏ. Nó các bạn thấy không? Nó ôm uh, yếm đồ nó nhọn nó bầu hết đồng hồ là dẫn sử dụng là đồng hồ analog các bạn hiển thị đầy đủ tính năng cho các bạn luôn như là báo có cấp số nè km báo lỗi động cơ nè có pha sinh nhan các bạn qua mẫu xe Jupiter FI vẫn có nút tắt đèn các bạn chỉ có mẫu xe Jupiter fin nè à, xin quý đi đồ mới hay nè các bạn qua mẫu xe bi một là không có nút tắt đèn các bạn còn mẫu xe Jupiter FI vẫn có nút tắt đèn nghe các bạn sử dụng là chìa khóa dẹp bốn trong một nào mở yên nè à, mở khóa phá, phá cổ phá từ à, không có thay đổi gì à, phá, khóa các bạn đây cái tem năng lượng được các bạn các bạn mua xe đây thì các bạn cứ an tâm về cái vấn đề mà tiết kiệm nhiên liệu tất cả các mẫu xe phun xăng điện tử hầu như xe nào cũng tiết kiệm nhiên liệu hết các bạn người ta có dán cái tem năng lượng cho mình hết tại vì nó bằng bét phun chứ nó đâu có như bộ chế hoặc khí được bạn bét phun thì nó nhờ vào những cái cảm biến để mà nó phun cái lượng xăng thích hợp nhất các bạn cho nên à, các bạn cứ yên tâm về vấn đề mà xe phun xăng điện tử nó không có ăn xăng đâu các bạn thường thì à, tất cả các mẫu xe điện tử á, thường tầm khoảng 60 đến 6 mấy cây số lít xăng mà nhưng mà tùy cách chạy của mỗi bạn nhé đây phần à, động cơ của Jupiter được bạn bên đây bên lốc nồi ở mẫu xe Jupiter Y -E á các bạn sử dụng gác chân là gác chân bạc các bạn như là mẫu xe Exeter 135 năm số các bạn và có cần đạp luôn khi mà các bạn đềm được thì các bạn sẽ đạp bô thì uh, bô Jupiter thì nghe cực kỳ là hay các bạn dĩ bô thì sử dụng uh, dĩ bôi nóc nha và wow, phuộc sau là sử dụng cuộc uh, có bình dầu các bạn giảm trắng có bình dầu cho cái độ đàn hồi cực kỳ liêm chỉ có mẫu xe Jupiter Y là sử dụng phuộc bình dầu thôi các bạn wow, và dàn chân trước như vậy các bạn cực kỳ là 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 đẹp và nhìn cái mẫu phục nè uh, heo dầu nè đĩa trước nè nó nhìn nó nó lực các bạn nhìn mẫu xe phục nó to đồ heo dầu bự đồ nhìn nó cảm giác như dần chân nó, nó nó lực nó quy lực cho mẫu xe Jupiter các bạn cực kỳ là đẹp luôn các bạn ở mẫu xe Jupiter thì các bạn mua sử dụng á nếu mà kỹ thì các bạn sử dụng thay nhớt đầy đủ cho nó nè các bạn cứ chạy các bạn dơ các bạn rửa thì nó cực kỳ là bền luôn các bạn và đi làm khá là thích hợp luôn đi làm đi chơi đều được các bạn sử dụng gia đình đều được cực kỳ là đẹp ở mẫu xe Jupiter luôn, nhất là màu đỏ này, các bạn. Một cái mẫu màu mà hầu như nó là nó làm tạo nên một cái vẻ đẹp của 2024, một cái mẫu màu hoàn toàn mới luôn, các bạn. Đỏ đen, các bạn. Đỏ thì tất cả màu đỏ trước thì à, các bạn đã biết rồi, như là đỏ tươi, đỏ đô nè, à, đỏ bầm nè, đó nhiều bạn kêu màu đỏ. Còn màu đỏ 2024 là nào? màu đỏ mới hoàn toàn các bạn. Nhiều bạn kêu bằng đỏ mặn nè, nhiều bạn kêu bằng đỏ bầm hoặc đỏ huyết các bạn. Mỗi thì mình kêu màu gì cũng được các bạn quan trọng là mình thích thôi còn xe nào cũng được thì quan trọng là mình giới thiệu cho anh em để anh em có thể tham khảo tất cả các mẫu xe à, anh em có thể lựa chọn thứ nhất là vừa hợp túi tiền mình với kiểu dáng mà mình hợp nhất nha còn anh em mà muốn biết thêm về những cái mẫu xe nào thì cứ để lên bình luận mình sẽ trả lời các bạn xin